À, lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay trở lại tiệm máy cưa xích và máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp ha. Do khách hỏi máy cưa xích quá nhiều cho nên hôm nay em nhân thời gian gian ra em lên cho mình lô máy cưa xích 10 máy nha. Rồi khi anh chị chốt đơn mã để đúng mã để em nhanh đi cho nó dễ thì anh chị chốt cho em nhanh là mã B1, B2, B3 đến B10 nha anh chị. Và B đây là B bờ phở nha, không phải bờ bò ha, bờ phở cho em nhanh. Đây, cửa hàng em có địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Đó, em ở tại chợ Trung Hưng và kế Bách Hóa Xanh, xã Trung Hưng luôn. Đó, anh chị mà mình có thể đến tận cửa hàng để mình giao lưu máy móc nè, mình tham khảo máy hoặc là được thì mình chốt cây máy mình đem về mình sử dụng ha. Bên em vẫn hăng hăng đón qua anh chị đến tận cửa hàng để mình xem máy nha anh chị. Đó, em nhanh sẽ giới thiệu sơ lược về lô máy hôm nay ha. Thì hôm nay em lên lô cưa vừa có tay cục nè, vừa có tay dài nè. Đây, một cưa tay dài Maru Yanma. Má này chạy khỏe lắm nha anh chị, 330. Về cưa tay cục thì em có là Echo Dream 301, 302 ha. Makita thì em có hai hệ, một cục, một dài. Rồi cái đến là Dream Ruby nha trời, cây này rất là đẹp nha anh chị, siêu đẹp luôn. Rồi, còn ở phía dưới đây thì có Echo, Echo bình xăng con nằm phía sau 300 ha. Cái đó là Hitachi. Đó, nồng đứng. Rồi kế tiếp là Shinewa 380 nha anh chị. Chạy rất là khỏe ha. Rồi kế tiếp là Echo 330 nha anh chị, đời cao. Và cuối cùng là Shinewa 350 ha. 350 máy đó thì hệ khai thác rồi. Về những cái loại máy này, anh chị hợp nhãn cây nào thì mình liếc vô trong cái clip, anh chị coi kỹ ha, tại vì mỗi cái máy em nhanh có nói công suất bao nhiêu, nồng bao nhiêu, giá cả bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, lâm dài bao nhiêu, và đặc biệt em nhanh có test nổ luôn. Đó, để theo dõi sát những video mà em nhanh lên hàng ngày không có mắc tương tác thì anh chị xem kênh, bấm like, bấm nút hít giùm em. Khách mới mình chưa nhắn vô đăng ký kênh thì anh chị phải nhắn vô đăng ký kênh ha. Để tương tác tốt với kênh nó thấy máy được của em like nha anh chị. Đó, thì bên em nhận bán hàng ship máy trên mọi miền của đất nước Việt Nam, từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc luôn. Và những cái máy mà khi em nhanh báo giá là em nhanh đã bao ship và kèm phụ kiện đầy đủ luôn. Anh chị chỉ chuẩn bị săn qua nhớt và để thử máy thôi. Và hàng tới nơi thì anh chị được kiểm tra hàng, được test nổ máy nha. Rồi máy chạy ngon lành mình hãy nhận hàng và trả tiền cho shipper giao hàng nha anh chị. Quá trình nhận hàng mà máy nó có trục trặc gì thì anh chị hãy điện về cho bên em để bên em hỗ trợ kịp thời ha. Và chế độ bảo hành của máy bên em là nhận bao đổi trả trong vòng 10 ngày nha anh chị, kể từ ngày mà mình nhận hàng. Máy mà muốn hư cái gì nó hư trong 10 ngày đó thôi. Và để nói cho anh chị tin tưởng, anh chị mạnh dạn chút máy thôi, chứ máy của em nhanh muốn hư nó cũng rất là khó nha anh chị. Thứ nhất là em nhanh mua cái nguồn hàng là nguồn hàng em lựa, em tuyển từng cây. Cái thứ hai á, là zin toàn tập bên em đã được thợ dọn máy rất là kỹ, chỉnh chu nhất ha, cho nên muốn hư cũng rất là khó. Và để tạo sự tin tưởng thì bên em không có lấy cọc của anh chị chú bác 1.000 nào hết, cho nên anh chị chú bác mình cứ an tâm mạnh dạn mà chốt đơn nha, không có sợ ai lừa gạt hết. Ai lừa gạt sao em không biết, cho ở đây em bán uy tín là đặt đầu đó. Khách hàng trao niềm tin em nhanh trao cho mình chất lượng máy đó, uy tín là phải đi liền với chất lượng ha. Đó, nhờ cái uy tín mới có cái thương hiệu, mới có cửa hàng Thành Hợp, phải có em nhanh ngày hôm nay, cái uy tín không bao giờ làm mất được đó. Rồi, số điện thoại để chốt đơn bên cửa hàng em 0913 136620 nha anh chị. Số này có Zalo tên là cửa hàng Thành Hợp ha, hỗ trợ tư vấn chốt đơn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy khi hỏng hóc đó. Rồi một cây cưa, khi mà em nhanh cho đi em nhanh sẽ cho là một cái vít kiểm xăng, một cái dũa bằng tay, một cái bao lam và kèm theo là một cái tiếp mở bu ghi. Em nhanh sẽ cho 4 món này nha. Rồi ngoài ra thì là nhớt em nhanh bán nha anh chị. Nhớt này em cũng đang sử dụng ở cửa hàng và sẵn em nhanh bán luôn, nhớt qua test hai thì ha. Bình này là 100.000 một lít nha anh chị.
Cái này em cũng sử dụng mấy năm nay rồi, hàng này em thấy cũng tương đối là chất lượng cho nên anh chị an tâm đi. Và đối với máy cưa này thì tỷ lệ là 1 lít xăng anh chị pha dùm em từ 60 đến 70cc nhớt hai thì ha. Đó, anh chị pha như vậy và đặc biệt chạy nó bền và máy của mình nó sẽ hơi ra khói, nhưng mà bù lại nó mát máy bôi chân bít tông ha, động cơ hai thì ra khói là hiện tượng bình thường. Cái này anh chị sử dụng cho nhớt lam được luôn nha anh chị. Đó, và cái bình nhớt em nhanh bán nó có chia từng mức mil là 20, 40, 60, 80, 100. Anh chị thấy không? Anh chị bóp nhớt mạnh lên nó qua đây và nó xuống đây ha. Đúng cái tỷ lệ như thế này anh chị lường đi, máy chạy nó rất là bền. Đó. Rồi để không làm mất thời gian nữa, em vô chương trình test nổ từng cây máy và giới thiệu chi tiết từng cây máy anh chị đón xem nhé. Maru MC330 nè. Trọng lượng là 4,2 kg nha. Lam dài là 3,5 tấc anh chị ơi. Lam nó cũng mini đó. Maru Yanma MC330. Công suất 33cc, nòng 37 ly ha. Lam này nó chạy xích chuột nha, mà cái mắt xích của nó còn rất là dày nha anh chị. Đó. Đồ chặn xích nè anh chị ơi, vẫn còn ha. Con ốc tăng đưa dây xích dây sơn thì nó nằm ở mặt trong này, có vú bơm phụ nè, mình đóng e là mình kéo ra giật dùm em từ 2 đến 3 cái, nếu nổ không nổ thì anh chị cũng đẩy vô là mình mở e, sau đó cái tay mình bóp cò và một tay mình kéo dây giật ha. Rồi anh chị nhớ nắp xăng pha nhớt thì em để ở phía trước nha, cái máy này ở phía trước, còn nắp nhớt lam thì nó nằm ở phía sau. Công tắc này đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nè. Phiên bản này có giữ ra lớn nha anh chị, giữ ra lớn, nhiều khi mình bóp cò mình cưa cây và mình cũng mỏi tay phải, mình giữ ra lớn giùm em nha. Đèn tủ còn đầy đủ đẹp, máy này liên lạc luôn nè, chạy khỏe nha. Và đặc biệt phiên bản này nó có khóa xích nữa đó. Máy này chốt cho em nhanh B1 anh chị 37 ly, giá 1,8 triệu nha. Cái đến là Echo GC302. Garanti nổ nhịp nhàng quá đã. Rồi cây cưa này trọng lượng là 4,2 kg nè, lam dài 4 tấc nha anh chị. Cưa chu trắng anh chị ơi, cái tay máy đẹp dã man ha, áo máy màu trắng gọi là e chu trắng. Thông số nè, made in Japan, ở thông số GC302 ha. Đây, đây đẹp quá, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nè. Tem tuốt còn đầy đủ nha anh chị. Cái bu khói nó rất là đẹp ha, phía trong là màu trắng, phía ngoài là màu đen, còn mới chát đẹp lan can luôn đó. Hai ốc bắc lam chặn xích nè anh chị, quá đẹp. Hai ốc bắc lam còn gì, cùi hay chưa có dấu mỏ nhiều nè, phiên bản này lại có khóa xích nữa đó.
có khóa xích ha. Rồi khóa xích thôi đi, vừa có giữ ra lớn luôn. Đó, anh chị thấy xịn sò chưa? Nó làm nó nè. Nghe chị xích này xích 91 ha anh chị. Con ốc tăng đưa dây xích dây sên nó nằm trên lam. Đó, anh chị thấy rồi đó. Mặt tiền nè. Đóng e nè. Mở e, đẩy vô nha. Rồi phía trên này nó cũng có thông số nè. Đó đẹp. Nói chung là liên lạc hết. Cái máy này anh chị về trưng bày đủ cũng được luôn. Nắp xăng pha nhớt nằm phía trước nha anh chị. Nắp nhớt lam nằm phía sau ha. Mã này mình chốt cho em nhanh B2 36 ly 2,1 triệu. Em bao ship kèm phụ kiện đầy đủ cho mình. Cái đó là Makita. Quá nhẹ, đã có xăng và nhớt 4,4 kg anh chị. Làm dài 4 tấc. Cưa Makita màu xanh lá tay cục đẹp nha. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha anh chị. Anh chị kéo nó rất là nhẹ luôn. Anh chị thấy thợ bên em kéo đó, kéo nhẹ nhàng luôn. Đó, công tắc nè, để xuống rồi tắt đẩy lên là mở nha. Mẫu máy thì liền rạc. Cái lam còn chữ Makita luôn, này nhất lam ha. Cái lam nó không có bị gì đâu nha anh chị. Còn nhất lam mà cái lam nè, đẹp liền lạc. Còn này xích 91 nha. Đó. Con ốc tăng đưa dây xích dây sơn á thì nó nằm ở trong trong đây nha. Đó. Còn chữ Makita này chị ha, không số luôn. Chị có làm ha. Đóng e thì mình kéo ra. Mở e là mình đẩy vô, có vú bơm phụ nè. Nắp xăng pha nhớt là nằm phía ngoài ha. Còn cái nắp nhất lam thì nằm phía sau. Mẫu này nó đẹp mà nó lại nhẹ giật nữa. Rồi cái phiên bản này lại nó có giữ ra lớn nữa nè chị. Con ốc mà ga nhất lam á, nhiều hay ít là con ốc màu trắng chỗ này. Ví dụ anh chị muốn ga nhất lam nó nhiều hơn thì anh chị cho nó về dấu cộng. Còn nhất lam ít thì mình cho nó về dấu trừ ha. Ở cái phiên bản này là nó có giữ khóa xích nữa. Đó, đó bên em có biểu diễn đó. Mã này mình chốt cho em nhanh 2,1 triệu nha. Ký hiệu là B3 nằm 37 ly 2,1 triệu. Em nhanh đã bao ship và kèm phụ kiện đầy đủ nha anh chị. Kilo 6 nó có xăng và nhớt anh chị ha. Làm dài 4 tấc mốt. Cái này em sửa lại cho chị 22 ơi. 22 ha. Dạ. Makita 333. Lam chạy là lam bánh xe nha anh chị. Chữ Makita luôn nè. Chạy xích này là xích 91 ha. Đó. Chị cưa tay dài, ai thích dài giúp dài, ai thích cục mình chút cục ha. Đây phiên bản diễn ra lớn nè, công tắc nè, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nha. Rồi cái ốp giật nên lại có trợ lực nha anh chị. Đợi cái Makita này lúc nào nó cũng là thấy có trợ lực khá nhiều đó. Có vú bơm phụ nè, đóng e kéo ra, mở e thì mình đẩy vô. Nắp xăng pha nhớt là nó nằm ở phía ngoài ha. Còn cái nắp nhớt lam là nó nằm ở phía trong đó, trong đây nè. Đó, em gọi là phía trong đây.
tem thuốc đồ còn đầy đủ, khá đẹp nha anh chị. Anh chị thấy không? Rất là đẹp. Cái phiên bản này nó cũng có khóa xích cho mình luôn. Đó, có khóa xích nữa. Thấy không? Rồi mã này được chơi full chức năng, anh chị chốt giùm em nhanh là B4 37 ly giá 2.1 triệu nha anh chị. 2.100.000 đồng. Rồi cái đó là Ryobi nè. 3025. Và trọng lượng cây cưa này nó có 4 kg anh chị ơi, làm 3 tấc 1 ha. Mấy cây cưa này trời ơi, mà mình mua về mình mé nhánh tỉa cành hàng trưng bày siêu đẹp nha anh chị, quá đẹp. Máy này nó chỉ bị gãy một cái răng ở đây, nó còn dính miếng nhựa này nha, nó không ảnh hưởng tới chất lượng máy nha anh chị. Anh chị thấy nè, hiệu máy còn, tem còn nè, thông số nè, made in Japan, quá đẹp, mới chát luôn. Nghĩa anh Nhật ảnh không có xài được nhiều đâu, mà dòng cứ về hàng bãi mà nó liền thì nó gãy như vậy thôi đó. Đây nè, xíu nó rớt cái điện thoại nè, tem nó còn luôn nè, quá đẹp, quá đẹp cho một cuộc tình thiệt tình luôn chứ nè. Hai ốc bắt lam chặn xích nè anh chị, đặc biệt cái lam còn chữ Ryobi luôn, chạy xích chuột nha, vậy cui luôn nha anh chị, xích còn rất là dày ha. Cái phiên bản này nó cũng có khóa xích nữa nha anh chị, rất là phù hợp cho mình leo trèo mé nhánh tỉa cành ha. Đây giữ ra lớn nữa nè. Nhất lam nè, cái xăng pha nhớt nằm phía trước ha, nhất lam thì nó nằm phía sau đó. Đây nó me mở e, công tắc đẩy xuống là tắt đẩy lên là mở nữa nè. Cái này rất là liền lạc, rất là đẹp nha, tranh thủ chốt anh chị ơi. Mã này chốt cho em nhanh B5 35 ly 2.2 triệu ha, em nhanh bao xếp kèm phụ kiện đầy đủ. Trọng lượng là 3,7 kg. Lam dài 4 tấc ha. Cây cưa này là ECS 300T nha anh chị. Mẫu mã gọn, nhẹ nhàng nhưng mà giật chạy siêu khỏe ha anh chị. Nghe máy nó lên ga hồng chạy rất là khỏe. Xích này chạy là xích 91 nha. Lam còn chữ ECHO luôn nè. Đó. Chị nhìn ốc bắt lam nè, nó xịn sò ha. Con ốc tăng đưa dây xích nó nằm trên lam luôn, chặn xích nó nè, mới cáo mới chát luôn. Phiên bản này có khóa xích luôn nha anh chị. Trời cao có khác, bình xăng con nằm phía sau ha. E đỏ là e tự động nữa đó. Vô khói nè, trắng đẹp ha. E tự động mình bóp cọ thì nó nhảy mở e. Đây thông số nữa nè, made in Japan luôn. Công tắc đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nha anh chị. Nắp, ba cái nắp mà xăng pha nhớt á là cái nắp nằm phía trên, còn cái nắp mà nhớt lam màu đen thì nó nằm phía dưới ha. Nói chung cái máy này nó quá quá liên lạc, hàng này là về trưng bày luôn đó nha anh chị, rất là đẹp ha.
khóa xích nè, ốc con đuôi xích trên lâm nằm trên đây nè, rồi đổ tự động nè. À, mã này mình chốt cho em nhanh, B636ly 2.4 triệu ha, 2.400.000 2.400.000 cá. Lực cái giao thông 40 liều quá đã, có 4.7 kg hả anh chị, nhẹ mà làm dài 4 tấc rưỡi ha. Anh chị nào mà mình muốn kiếm cưa mà về mình mấy nhánh tỉa cành đồ mình hạ cây đứng rồi mà cây ngắn ngắn dài hạ cây đứng mà dạng như 3-4 năm rồi đó ha, thì anh chị lấy cây Hitachi này anh chị, công suất là 40cc, nồng nó 40 ly luôn. Chạy xích này là xích 91 ha. Đóng e thì mình kéo ra, e này cũng là e tự động nè, anh chị bóp cò là nó nhảy mở vô nè. Chứ đứa nào nghe điện thoại giùm chị ơi, vú hôm phụ nó nằm bên đây nha, cưa này cưa nằm đứng nha anh chị. Cái phiên bản này nó có khóa xích luôn, cái này nó rất là ưu việt ha, nó rất là nhiều chức năng luôn, và cái ấp giật nó lại có trợ lực nữa. Thấy tem nó đẹp chưa đó. Nắp xăng pha nhớt nằm phía sau ha, nắp nhớt lam thì nằm phía trước nè, tắt nè, mở nè, đẩy lên ha. Em còn đầy đủ nè anh chị thấy không, mã này mình chốt giùm em nhanh là B7 40 ly 2.5 triệu, em nhanh đã bao ship kèm phụ kiện đầy đủ ha. Xin đi qua 380. Năm ký luôn, hai lam dài 4 tấc 7 ha. Cái này cái tem của nó thì mắc ở bên chụp giật, nhưng mà bên đây nó còn nha anh chị. Công suất 38cc, nồng 39 ly ha. Mấy cái máy này hạ cây đứng anh chị nó rất là nhẹ nhàng luôn, anh chị cầm cái cưa lên nó nhẹ, mình cưa nó cũng khỏe sức nữa. Xích chạy là xích chuột lam Latin ha, hai ốc bắc lam đó. Đóng e nè, mở e thì mình đẩy vô nha, một cây cưa nồng đứng nha, tắt đẩy xuống mở đẩy lên. Nắp xăng pha nhớt là nắp màu đỏ phía sau, nắp nhớt lam là nắp màu đen phía trước ha. Mã này cưa khỏe ổn định, nhịp nhàng tiết kiệm xăng đó. Mã này chốt cho em nhanh B8 ha, 39 ly, giá 2.7 triệu nha anh chị. Cái con ốc tăng đưa dây xích dây sơn nó nằm ở trong đây nha anh chị. Anh chị không hiểu gì về máy hoặc muốn xem chi tiết kỹ thì anh chị cứ kết bạn Zalo, em gửi hình qua Zalo cho anh xem. Qua đã,
bộ cây cưa này chạy dưới trời. Bởi vì giá nó không cao xài được 4 kg luôn 2 nha anh chị. Làm dài 4 tấc. Lau bên hông nó cái thành. Để xuống đi. Cái máy này tốc độ chạy dữ thần thiệt, quá đã anh chị ơi. Đời cao bình sang con nằm phía sau ha, GC330. Mà theo như em thấy những cái cây mà 330 như này là chạy không lại nữa ha. Chạy cực kỳ khỏe, tốc độ quá lẹ. Quá đẹp ha. Xăng pha nhớt nằm phía trên, nhớt lam nằm phía dưới nha. Chạy khỏe mà lại tiết kiệm xăng nữa chứ. Bắt in ra van đó nè. Chị thấy đầy đủ ha. Cái phiên bản này có khóa xích mà cái tem khóa xích nó còn luôn nè. Kéo xuống là tắt. Mở, đóng e. Trời ơi, e là tự động nữa. Tức là công tắc và e nó nằm cùng một chỗ nha anh chị. Cái này ha. Nè anh chị đẩy xuống là tắt nè. Đẩy lên như vậy là mở giùm em nhanh. Còn anh chị khởi động thì anh chị đóng e thì kéo lên như thế này ha. Xong rồi mình bóp cò nó nhảy mở e ha. Phiên bản có khóa xích. Bô khói đẹp chưa? Trắng đẹp nè. Hai ốc bắc lam nè. Chặn xích đồ vẫn còn nè. Cái lam còn chữ echo luôn. Nó chạy xích này là xích 91 nha anh chị. Con ốc tăng đưa cho xích dây sên nằm trên lam. Đó. Quá đẹp, quá xịn sò, quá mượt mà cho một cây cưa. Mã này chốt cho em nhanh B9 37 ly giá 2.9 nha. Cờ cây cuối cùng bên em xin đi qua 350 nè. Cái lô 2 làm dài 4 tấc 7. Xin 350 phù hợp cho những anh mà hạ cây đứng hay cưa khai thác nha anh chị. Nói chung dòng xin thì không có chê vào đâu được, chạy khỏe dữ lắm, khỏe mà cực kỳ ổn định luôn đó. Nồng này thì 38 ly, công suất 35cc, giá 3.500.000 ha. Anh chị chốt thì chốt em nhanh B10. Nếu không chơi em này chốc chảy ở đây ha, nồng nằm chạy ổn định, em bao chất lượng cho anh chị cứ xài dòng máy này đi. Cái chạy xích này là xích chuột lam Latin nha anh chị. Mà cái cây lam này thì anh chị hạ cái đứng thì cực kỳ phù hợp, hai ốc bắt lam luôn nè. Đóng e, mở e. Phiên bản này có giữ ra lớn. Bắt đẩy xuống, mở đẩy lên. Đó, rồi. Em chào và hẹn gặp lại anh chị, tạm biệt. Chúc anh chị có một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc.